Hi, xin chào cả bạn. Mình là Thỏ Găm lên đây. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chơi cái trò Father and Son. Ok. Hay á, bữa trước là phải nói là mình xem lại cái màn hình hơi nhỏ. Mình không biết phần mềm quay mình bị gì nữa. Nhưng giờ mình đã đổi phần mềm khác, phần này này là Duricon gì đó. Nhưng nó mình này cái phần mềm này cũng được lắm. Nên đây tự này phần mềm này coi thế nào ha. Ok. Lết này. Ok, coi tiếng nhiều. Hãy tiếp tục thôi. Ok, bữa trước là anh đã đến phần này rồi. Em cũng chưa biết nên đi đâu nữa. Ok, đến Sunday Room xem. À, hình chơi đến đó hả? Này sao? Này, ok, phải đến chỗ kia. Ok. Mày mới tài này đẹp dữ. Rồi nó vẽ bước nào mà nãy hơi tập trước có vẽ bước mà. Qua đây được không? Đi xem coi đây có gì không? Đây, ở đây có mấy bức tường này kia thôi, hơi chả gì mới. Tới giờ đây đi xuống hả? Ok, gì đây? Như tập trước có đoạn mà nhìn vô này đúng không ta? Nhưng mày bây người ở da này nọ. Wow, như lại điều hành thời gian nữa rồi bạn. FBT gì đó. Rồi buổi chiều. Ồ. Điều hành thời gian nữa nè bạn. Bạn gì đây? Cái gì đây? Cái gì vậy? Em hiểu. Em đi ra đây ở gì? Nở Ai Cập bạn, nở Ai Cập. Nước. Em đi vòng vòng đây coi. Trước khi quay ngược về thì em quay lại hiện đại thì đấy cũng tìm hiểu Ai Cập thế nào. Wow. Anh đâu rồi? Cái này lạ mắt quá, mình chả biết đi đâu nữa, không có cái nhiệm vụ nào luôn. Đi nơi nào đi? Wow, mày không đi qua đây được. Vẫn không biết nơi nào nữa. Wow. Mình khám phá cái chỗ này mà quay lại hiện tại. Mãi kia tự tháp các bạn hay. Gì đây? À. Ở bức tượng nãy nè. Wow. Còn mình chạy được nè. Bây giờ này mình chọn cái gì? Không có chọn, như phải về nhà rồi. Xem cái này để gì trời, cái hình này gì? Không hiểu lắm, mình ấn ở đây mà không có gì hết, nếu mình quay lại cái này coi. Ok. Ok. Tông tượng. Ok đúng rồi, tông tượng. Ai. Ok. Ô. Em quay về hiện tại rồi. Mà nó vẽ đúng ảo luôn mà, nó vẽ gì? Ok, và hàng vẽ và hàng gì làm tượng. Wow.
Nó dễ gì mà cùng gãi cái. Chơi đôi bức tượng kìa. À, vừa thấy ảo ảo sao đó. Ok, mình đi quay lại được chưa? Ok, bữa nay cứ xin. Ok. Này dễ gì đây, ta xem mới coi. Ok. Không biết dễ gì luôn. Mình nhớ dễ là bức tượng, gần kia là đập thành bức tượng, này dễ là bức tượng sao? Giờ ta lại quay lại nắp bếp nghĩ hai. Ta sẽ nhìn đến tầm nhìn mọi cửa sổ qua không thấy gì hết. Này sẽ đi ngồi ghế này. Này mới tính này. Hay là gì? Bức ảnh gì đây? Không biết vậy. Ồ. Này làm biên tập quá. Bạn này chỉ dài quá không biết mình làm biên tập quá, chỉ nào ngắn ngắn mới đọc này về xem qua mà đâu gì quan trọng đâu. Cái bức tranh vẽ nè, u vậy mình vẽ cái đứa này vẽ thằng nãy đầm tập tượng nè. Wow, ok, đi được uống cà phê. Tập thứ nhà tắm cái gì mới ta không thay đồ chưa chưa mở sách này được chưa ta chưa. À, về nãy mình đi du hành thời gian làm mẹ trời áo gì ok thì chắc tao phải làm lại từ đầu gì đó có hư cấu gì ra đây hôm nay nói gì để đây chào mai cô tôi vừa mất là tôi gửi cậu một cái chìa khóa để em mà mời cậu nó à. À kiểu như là ông này đưa mình chìa khóa xe lên đây nè, sao các bạn? Ok. Nên được hay phải làm cái gì? Cậu đừng hưởng vì bó tàn chứ. À, tuyệt lắm cảm ơn. Nên cậu có cơ hội thấy ba cậu làm việc không? Ừ thì sẽ nói chói ổng rồi có rất là hay ngôi nhà đó được xây vào năm 1700 và nó vẫn như bình thường. Tôi nghĩ là tôi đã học từ gì đó mới. Tôi chắc chắn cậu vậy rồi. Ok đi lên xe. Học tập chứ mình có đá cái banh hy vọng mày không cá phải nó cái nó ăn cứt luôn. Ơi 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 chạy nhanh quá chạy nhanh quá không được. Ok cái xe này bé tiệt đó. Ok giờ dừng tập này lại đây ha, bên sau hy vọng ta sẽ khám phá nhiều thứ hơn và hy vọng sẽ làm tập nào có dài hơn chút, tập này vẫn thấy hơi ngắn so với tập mấy tập trước. Ok, mong bạn ủng hộ nha. Bye bye.